À, con xin mời bố, con biết bố rất là xúc À, động. không phải xúc động gì, mày phạm luật rõ ràng. Đây là tao níu về, tao chiếu về cái luật của Mỹ thì mày bị nãy giờ công an nó xúc mày nãy giờ te tua rồi. Vụ Là gì? bởi vì ở trên nguyên tắc của nước Mỹ Con là cứ những nhắc cái cái gì gì tao bệnh nghe. hoạn của người ta ở những cái phòng cấp cứu hoặc là những cái câu chuyện mà nó có tính cách là coi như là tang thương dịch bệnh này là không, mày không được quyền bay phim. Mày không được quyền quay phim mà mày không được quyền phát tán trên không gian mạng, bởi vì đây nó có nhiều cái yếu tố rất buồn cười. Nó sơ sẩy vào, tôi nói cho mày nghe đây, nó rất là dễ. Có một lần tôi kể cho mày nghe cái chuyện mà trong hãng tao, mà khi mà 2008, mà khi mà nó shutdown về vấn đề mà kinh tế Mỹ nó bị bong bóng đó, mày thấy không? Thì có một thằng nó ra ngoài, khi bị đuổi việc, nó ra ngoài ở phía sau Bắc Kinh của cái hãng, nó tự sát. Nhưng mà nó chỉ 3 phút thôi, chưa được 5 phút là cái xác và cái tăng cái vật chứng tăng chứng nó biến mất luôn. Cảnh sát tới cái ào xong chụp hình rồi xong bỏ chơi trở đi liền. Cái lý do tại sao vậy? Mày hiểu không? Cái lý do là tại vì khi anh đem một cái hình ảnh mà nó có tính cách tang thương hoặc là có gì thì nó sẽ làm cho người ta hoang mang, và người ta có thể là người ta bạo động, người ta biểu tình, người ta sợ hãi, người ta nói chung là tất tần tật. Nó là cái môi trường xã hội ở Mỹ này, nó có một cái luật là tất cả những người bị bệnh, mày bệnh ung thư, mày bệnh bất cứ cái gì thì cái đó bệnh viện không được quyền tiết lộ bất cứ một ai. Nó có cái luật đàng hoàng. Và những cái cảnh đó mày ta cho mày có chút xíu, cái cảnh đó hoàn toàn ở Mỹ nó cấm ngặt, không bao giờ được quyền quay và không được quyền đưa. Nó có những cái người mà được quyền quay là ta dùng để làm tư liệu của chính phủ thôi, chứ ngoài ra không có đây. Bây giờ tôi nói cho mày nghe một cái điều này, việc Việt Nam mình á, từ ngày đầu dịch tới bây giờ chết tổng số là bao nhiêu? 10 Hơn 12.000. rồi, ok, tôi cho mày coi cái chứng thực. Ở đây là một cái này là tin lai tiếng Việt nha. Đây tao xét qua rồi, có nghĩa là nó là bản tiếng Anh nhưng mà tao làm qua tiếng Việt rồi. Thì mày thấy rõ ràng nè, cái quận Harbin á, thấy chưa, thấy 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 chưa, ở đây cái chữ, mày thấy chữ cái tiểu bang Minnesota của tao, khoan tao coi đây, đây mày thấy cái tiểu bang Minnesota của tao không? Sáu trăm 64.240 ca lây nhiễm, tử vong 7.900. Rồi, ok. Trên nước, toàn nước Mỹ 40 triệu 600 400 mấy triệu này, thật còn nhỏ quá, không có thấy được. Đây, đây 40 triệu người ca lây nhiễm nha. Đây là tử vong nè, 652.654 mạng người. Thì mày nghĩ coi, nếu mà quay cái cảnh mà chết chóc ở trong bệnh viện đó, thì mày nghĩ đụng nước Mỹ với nước Việt Nam cái nào lớn hơn? À, cái đó tao mới nói rồi đó, nhưng mà cái đó là mày phạm luật ở nước Mỹ, cái tao không nói về làm luật ở Việt Nam. Cái đó là thứ nhất đó, rõ ràng Nhưng mà con không ở Mỹ hên rồi, ok, đây quá. đây ta cho một coi nữa. Đây là ở ngay tại thời điểm này ở đây nước Mỹ chết như rạ, xác chết bỏ ra đây, chạy ào ào ra đây. Và tôi nói cho bạn nghe, nhiều khi tiểu bang đây, đây là nhà xác đông lạnh và người ta đã mua sẵn, các tiểu bang đã mua sẵn để đó, để chờ xác vô là nhập vào. Nó khủng khiếp hơn Việt Nam mình rất là nhiều. Và đây mà thấy, nhưng mà chưa bao giờ người ta chiếu một cái cảnh mà hấp hối và ngáp ở trong cái bệnh viện giống như kiểu như mày chiếu gì rồi đó. Rồi tao nói mày nghe, mày là phạm luật nha, tao nói tao cảnh cáo rồi đó, là lần sau nó có nhiều cái vấn đề coi gì nó cái là ảnh hưởng ngược. Đáng lẽ con làm như vậy để cho người ta cảnh giác, người ta sợ, để mà người ta cảm thấy là ta, nhưng mà đôi lúc nó bị ảnh hưởng ngược. À, cái Tác đó là động thứ ngược nhất, hả? Ý của ảnh nó là tác hưởng động ngược hả? đúng rồi, người ta hoang mang, người ta sợ hãi, người ta lẩu thứ, người ta xuống đường, người ta làm đủ trò, nó tác động ngược. Những cái cuộn phim, những cái thức phim đó đã dò cho Bộ Y tế để mà họ làm tư liệu thì ok, chứ mà nếu mà phải không, cái này bố không nói là coi, nhưng mà thời lượng con ngắn thôi, 1 phút 2 phút đủ thôi, chứ không có kiểu mà cái kiểu đó là không không nên, bởi nước Mỹ không dám làm điều đó.
nước Mỹ còn không dám làm, nước gan của Việt Nam làm tùm lum tùm la. Có nghĩa là họ gieo vào cái con người ở xã hội Việt Nam mình một cái sự hoang mang chết chóc, mặc dù cái số ca tử vậy coi coi nhiễm mà đối với thằng Mỹ thì không nghĩ địa gì cả, coi cho mày coi số liệu đó, thấy rõ ràng không? 40 triệu người ở Mỹ rất đang bị nhiễm và 600 gần 700 ngàn người đã chết. Nhớ kỹ nhắc lại nha, gần 700 ngàn người nha, chứ không phải là 1-2 ngàn người nha, không phải giống như Việt Nam. Một Việt Nam mình chỉ là con số lẻ của thằng Mỹ thôi. Và cái nước Mỹ hiện giờ vẫn là người đứng đầu về bệnh dịch của nước của ấy. Trong khi đó cái thằng Ấn Độ với lại cái thằng Trung Quốc đã kiểm soát được dịch và họ không còn sợ cái biến thể Delta nữa. Đây là lời của anh trai luật sư Quỳnh Nghị Hùng nói, và ở trên cái tờ báo New York Times đã đăng. À, tôi cho mày nghe thôi chứ khỏi cần phải cái mắt công mà gửi luôn chứ. Theo báo New York Times, mỗi một ngày hôm qua thôi là đã bị dương tính hơn 151.000 ca. Mỗi một ngày nước Mỹ trung bình trong mấy tuần nay là hơn 100.000 ca. Khiếp khủng nước Mỹ. Rồi kế đến là nước Ấn Độ. Nước Ấn á, thì con số không có tăng nhiều, vẫn là hơn 33 triệu ca. Và tử vong đã hơn 441.000 ca. Nói chút chút thôi chứ còn nghe hết nhiều lắm, dài lắm, mình không cần nói. Nhưng mà ổng khẳng định là tờ New York Times đã đăng cái bài đó lên. Và người ta thắc mắc, người ta tự hỏi tại làm sao Ấn Độ và Trung Quốc đã kiểm tra được bệnh dịch của cái biến thể Delta mà tại sao Mỹ lại không? Thì nó mới đặc biệt hợp là cái vaccine của Mỹ nó có hiệu lực hay là không. À, có cái chuyện đó mình không bàn tới cãi, mình chỉ bàn tới những điều con người sơ chết. Và những cái cách trị bệnh ở Việt Nam nó có một cái là tập trung cách ly và chữa trị đó. Còn ở nãy tao mới lướt qua thôi, tao vô tình không biết thằng nào nó cứ đưa tao nó vô, chắc vô thằng Quỷ Tân Thái Hà bên đi trường vô thôi. Hai cái thằng đầu trâu mặt ngựa thì nó ngu, nó ngục hết chỗ nói, nó cứ chỉa mũi về về Việt Nam, nó nói là đi cách ly là chết này kia, cái đụng đồ thứ đụng mà đã vậy thôi, có mấy đứa dân chưa cụi lên. Có nghĩa là khi nó mở miệng ra nói là hầu như nó chẳng có biết con mẹ về của y tế cả. Nó ăn ở nước Mỹ, tao cũng ở nước Mỹ, mà nước Mỹ hiện giờ chết như rạ, tao đã dẫn chứng cho mày coi đó. Thậm chí các tiểu bang đã mua những cái xe đông lạnh chứa xác để chờ sẵn. Tao cho mày coi hình ảnh rồi. Số người chết coi rồi, số người nhiễm cho coi rồi. À, Hoàng Duy Hùng đã nói rồi. Cái này là không, ở đây là toàn thế, không ai chối cãi hoặc không ai biện minh được một cái gì cả. Mà nó có vẫn cái người nó lên trên dữ liệu có thật. Tức là bố nó là trên dữ liệu có thật. Đúng rồi, có báo chí, có hình ảnh, có phát ngôn viên, có báo đài của nước ngoài, báo đài chính thống của Mỹ đã xác nhận vậy. Nhưng mà tụi nó lên, ôi trời ơi, toan rồi, thấy không, vô là chết, là đại khái là nó cái nhắm mắt nhắm mũi cho nó giống như thằng khùng vậy đó. Mà trong khi đó, mà nó ở nhà nước Mỹ mà nó không biết gì mẹ trên trời, nó cứ chỉ là đúng là một cái lũ ngu, đúng là một cái lũ tâm thần và một cái lũ rồi. Mày thấy rõ ràng không? Ta cho mày ảnh, ta cho mày hai thí dụ. Cái vấn đề tử vong và cái đề lây nhiễm của nước Mỹ mà thấy như thế nào, vẫn đứng nhất thế giới. Thì ta hỏi mày sao? À, đứng nhất thế giới. Trong khi đó cái cách chống dịch của Việt Nam là hầu ta mới coi báo là hiện giờ Việt Nam và Trung Quốc bắt tay nhau về cái phác đồ điều trị hợp tác để mà chống cái dịch này. Tao mới coi đây là có bài báo luôn nè, có báo chính thống là VN Express ấy. Có nghĩa là Trung Quốc trị bệnh như thế nào, cô lập như thế nào, tiêm phòng như thế nào, cách ly như thế nào, rồi là test nhanh như thế nào, thì hiện giờ Trung Quốc và Việt Nam đang học hỏi lẫn nhau để mà làm ra cái điều đó. Tao thấy rất là tốt, không có cái gì cả. Và cái chiều hướng bữa nay tao đã xác phát, tao đã được tin là Việt Nam bây giờ tất cả những ở thành phố Hồ Chí Minh đó, họ bắt đầu cho bán đồ to go, không được quyền tụ tập và cho bán đem về nhà. Ok, cái điều đó cũng là một cái dấu hiệu rất là tốt, là bởi vì cái số bệnh mà cái số tử vong càng ngày đi bắt, tao nghĩ là chắc là đang xuống thấp, hoặc là nó có dấu hiệu đi xuống thấp, hoặc là có cái gì đó mà nhà nước cảm thấy là cần phải làm vậy. Tức là khi có cái dấu hiệu đó mà cho đi ba mà bán mà để không ngồi tại chỗ bộ là thì nó khác hơn như hôm trước là cấm 100%, bây giờ nó coi như 80% là nó giảm lần, thì có nghĩa là cái tín hiệu tốt điều đó không? Yeah. Đó, đó nè. Đúng rồi. Thì ý tôi muốn nói cái điều này là
không nên nghe những cái lời xuyên tạc rất ư là tào lao có đám phản động ở nước ngoài. Nó thẳng lên như vậy. Ở đây là bố rõ ràng bố đưa lên tất cả những cái gì minh chứng của báo chí của nước ngoài và báo chí của Mỹ, chứ không phải tao nói, và ở đây là tao có một cái đây cho bà đây coi đây, còn những cái tầng mà coi như chính trị gia của Mỹ đó, nó chết như rạ luôn đây, nghe không? Người đã thẳng thắn kể rằng họ rất sợ kim chích, nhưng rồi họ cũng phải đi chích ngừa thôi, bởi vì họ không muốn phải hối hận sau này nếu như có chuyện gì xảy ra. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Ken Paxton cho biết hiện nay có hơn 80 khu học chính trong tiểu bang Texas đã bất chấp sắc lệnh hành pháp của Thống đốc Abbott. Nhưng mà những người điều hành các học khu vẫn tiếp tục duy trì chính sách cứng rắn này vì biết rằng đó là điều cần thiết và dựa theo các lời khuyến cáo của cơ quan có thẩm quyền như là CDC, chứ không phải là các lời nói của các chính trị gia như ông Abbott và ông Paxton Clement. Có nghĩa là hiện giờ các đài đây là nó lấy chủ nguồn tin chẳng như CNN, NF, ABC và nó thông dịch qua tiếng Việt và tụi nó bình luận. Có nghĩa là những chính trị gia là toàn nó phét không à, nó xạo không à, hiểu yeah. không? Có, thành ra vì đó là họ những cái khu học khu, học khu là gì? Học khu là những cái học là trường học đó, ở những khu vực gọi là học khu. À, hôm trước là nghe lời mấy ông đó không cho đeo khẩu trang rồi họ cấm rồi hay là không bắt buộc phải đeo khẩu trang kia, mới gặp mới có một ngày mà ông thôi tự nhiên có cái trường đó đủ 300-400 em nhiễm covid mẹ nó ra đó, mà thấy rõ ràng ngu nghe lời chính khắc đó, nghe lời chính mang chính trị gia đó. Bây giờ họ quản rồi, bây giờ mở lại học khu để sắp sửa vào những đi học mới đi, thì họ kệ mẹ mày muốn nói gì nói, tao trong trường của tao, tao là giám hiệu, tao là hiệu trưởng, tao bắt buộc là phải chích ngừa, bắt buộc là phải khẩu trang. Bây giờ nó sợ rồi, có khi là mày thấy sao, càng là trống thì đánh xuôi, càng thì thổi ngược. Mày nghĩ sao, thống đốc tiểu bang là vua của một nước giống như chủ tịch nước nước mình vậy đó. Mà mình ta phát ngôn bừa bãi không, mà thấy rõ ràng không, thành ra tao thiệt mà nước Mỹ hầu như bây giờ nó chết loạn xà ngầu, đủ nó thẳng ngạch. Ông thì nói bậy, ông thì nói A, bà thì nói B, đủ với thằng kia. Nó bát nháo vô cùng. Và có một cái clip của cái thằng cha gì đó, Linh Linh này, rất là, nó mới hỏi mỗi câu này, cái nền dân chủ của nước Mỹ còn hay là không? Mất rồi. Mỹ có nói chuyện là ta, bây giờ người ta không còn chứng của vấn đề cái nền dân chủ nước Mỹ nữa. Mà thấy khủng khiếp chưa? Thì ý ta muốn nói là tôi lên đây là, thứ nhất là bố nói với con là chỉ có Việt Nam mới làm những chuyện kỳ cục gì thôi. Mày dám đưa những cái đó là cái điều là tao nói chiếu sách luật của Mỹ nha, là mày phạm luật rồi, nó cầm đầu mày nãy giờ tiêu rồi chứ không cần qua đây. Không, cái thứ hai đó là bố nè, bố nè, bố hiểu sai về cái clip này rồi. Cái clip này á, tức là bố hiểu nội dung của cái clip là người ta đưa lên để người ta thấy cái công cuộc của những người ở tuyến đầu. Họ đã nỗ lực, họ đã bỏ qua tất cả những cái riêng tư để họ lo cứu chữa người như thế nào, chứ không phải là vấn đề là những ca tử vong. Tao hiểu. Ở đây tao hiểu, nhưng mà ở luật Mỹ này là khi cái phòng cấp cứu là không được quyền quay. À, cái đó là luật của Mỹ. À. Đấy, thì bởi tao mới nói là tao đâu có được Việt Nam đâu, bởi vì nó có những. Còn ở đây thì đó, họ làm để họ cho người dân thấy được rằng cái công việc nó bị áp lực như thế nào và người dân phải là nên như thế nào. Tao không cản, nhưng mà tao muốn nói là sau này mà có làm những clip mà dính líu tới vấn đề cấp cứu hay cái gì mà nó có cách cái là ghê rồi, ngắn thôi, ngắn vừa đủ thôi, chứ không phải tiếu tràn gian đại hải vậy. Hồi nãy giờ ở trong cái diễn đàn này ai cũng rớt tiếng mắt, ai cũng sợ hãi cả. Dạ đúng rồi, hiểu không? Ai cũng sợ hãi cả, mà cái điều đó là sao không sợ thì không sợ đâu, có nghĩ sợ thì không sợ đâu, tức là họ cảm động thôi, chứ còn không có gì đâu phải sợ. Tự với sợ chứ cái sự thật đó là bây giờ tao hẳn thì bây giờ nó link cái link này nè, thí dụ như con Thu Hiền, Thu Trần để đại khái những cái thằng này, mày nghĩ là mày vô vào đó mày làm, mày dám làm không? Chưa chi mà là chưa chi rồi mà thấy rác, mà rác mồ hôi rồi, mồ hôi nó ra rồi mày làm, thôi không được đủ ba, thôi đủ không được đâu, ở nhà rồi kêu thì đó đủ quá đi đó, đó khỏi không là nó lên rồi, đúng rồi, là khỏi tranh năng nữa, khỏi tranh năng, khỏi đầu đi ra đường nữa. Nó cũng có cái mặt lợi mà cũng có cái mặt hại. Hồi nãy giờ tâm đế dễ nghĩa rồi, ta không bàn cãi vấn đề này nữa, ta không bàn cãi nữa. Nhưng khi ta muốn nói là ta muốn nói cái mấy thằng khốn nạn là mấy cái thằng tân thái, là mấy cái thằng mà dân chủ cội, mấy cái thằng Benny Trương, là nó vẫn cho vô cách ly là chết, vô cách ly là mà thấy nó ngu. Khi nó mở miệng ra là thấy nó ngu rồi.
mà nó ở một cái đất nước văn minh đó. Chứ không phải nó ở đủ má Campuchia hay là Rạch Giá Kiên Giang gì chứ. Đó là vì đó, ta muốn lên để ta muốn nói cái điều đó cho tụi mày hiểu được là không nên nghe những cái đám cái là đại bậy bạ những thằng đó thôi. Mày nghĩ coi, từ hồi xưa giờ tao nó nói riết mấy chục năm nay, mấy năm nay rồi mà tao nghĩ nó không biết gì chứ rồi. Không biết gì hết. Nó không hề biết một cái gì cả. Nó không hiểu luật pháp Mỹ, nó không hiểu ở nước Mỹ. Nó chỉ nó không biết bất cứ một cái gì từ y tế chứ, mà tao nhớ mà cái vụ mà thằng Tân Thái mới đưa mẹ nó về Việt Nam trúng dịch á, tao nhớ tao cười hoài mà đủ mấy giờ mất vậy mà thấy bên đây nó vẫn lên nó cười ống ống nó chửi mà khổ. Hầu như nó không biết một cái gì cả. Biết một cái gì. Vừa ngu si dốt nát. Ôi trời ơi. Ta không biết hiểu là sao. Vậy mà cũng có nhiều người nhào đâu. Ô anh nói đúng á. Giống như kiểu diễn đàn của mấy thằng khùng bên này đủ. Ô để cái đủ. Thôi, ta không bàn cãi. Ở xã hội thì nó muôn màu muôn vẻ, mỗi người có người chấp nhận điều này, người không chấp nhận điều kia. Nó thậm chí nó buồn cười có thể là khi cái mạng xã hội Việt Nam mình nó bùng nổ ra, nó có nhiều cái chuyện rất ư là vô lý mà họ vẫn tung hô. Thì cũng á, người ta lấy đó là làm vui hồi nhỏ ta đã bị rồi. Ta đã bị không hồi xưa các tao tao đã thắc biết. Có nghĩa là những cái chuyện rất ư là buồn cười mà mình phải chấp nhận thôi, có nghĩa là vậy. Tại vì nó là như vậy mà. Ví dụ như hồi nhỏ mày nghe hồi nhỏ mà đi mà vô mặt bạc kia mà đụng vô thấy ghét quá là đụng muốn quýnh nó mà không làm sao mà học mà học kiếm chuyện ấy mày đủ má mày lại mình kênh thôi đủ mà kiếm chuyện hả mày quýnh bùm 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 đủ má chuyện vô duyên người ta đâu có biết gì mình đâu đủ má cũng kiếm chuyện quýnh gì được kia em đâu có làm gì đâu anh đâu à, không tao quýnh bỏ ghét đủ má vậy đó có nghĩa là nó có những cái buồn cười mà mình thấy là mình nghĩ cái tái nó tái hiện lại cái tở mà hồi mình còn nhỏ còn nít thiếu đi thì bây giờ cái xã hội Việt Nam mình cũng giống vậy. Biết là cái chuyện đó là 100% là sai rồi. Nhưng mà nó vô là tại sao mày làm vậy? Vui mà, có chết tay đâu. Tao nói mẹ mẹ nó muốn nghe kìa chả đùa. Nó kỳ vậy đó. Mày thấy rồi này không? Nó kỳ cục. Lớn rồi, già đầu rồi. Tao giờ tao không biết nghĩ lại. Tao bay vậy thì tao không biết lại. Tất cái chuyện mà những cái bài học kinh nghiệm cuộc đời tao tao đem ra để mà tao nói cho tụi bay nghe. Bỏ đi. Lớn rồi. Cái gì làm ít nước lợi dân thì làm. Cái gì mà không làm thì bỏ đi. Đây là những cái bài học từ tuổi nhỏ của tao. Tao đưa ra hết trên mạng rồi. Cái điều là bây giờ mình áo ước mình nghĩ đâu mà sau đó mình ngu thì ta mình bốc đồng mình tự kỳ vậy ta được. Ý mình học giỏi mình quýnh con người ta này. Cái đại thái vậy mình nghĩ được ha. Bây giờ nếu mà làm lại thì ta không làm đâu. Ta không có đúng không? Thì mình phải học không? Mình phải học những cái mình đã qua từng trải rồi. Cái ông tuổi này đủ mà nó khùng quá mà. Nhỏ nó bị lé mà ông già nhìn ông già nói đâu mày làm gì mày kêu tao quýnh nhỏ ông chơi kỳ nó lé thì nó đâu nhìn nó không thẳng thì bởi vậy mình biết cái điều đó mình sai là mình mới phục hồi đủ không thương sao nói ra đủ cũng mẹ quýnh vui mà đủ không có làm gì chuyện đủ quýnh vui mà đủ thích mẹ đủ má bây giờ đây cũng vậy đó có những cái chuyện thấy rõ ràng vậy mình mà đâu đủ mà nói vậy mà nói đúng vậy mà đâu có gì hay phải nói sao mà nâng gì kia bằng cái gì đó gọi là cái gì nâng cao quan điểm đủ má nâng cao quan điểm đủ má vậy mới vui đủ má thiệt tình đủ vậy mới vui đủ má mày thấy vậy không ok đó thì bố nói là đấy có những cái thằng mà thiệt mày nói mà trên tranh luận đó nha thì nó không có cửa đúng không bị nó có biết gì đâu mà tranh luận à đúng rồi biết không có nghĩa là cái thầy cái cũ nó cũng không biết lịch sử nó cũng không biết nó không biết mẹ trên trời ngồi nói chạy ngang thôi chạy ngang mà không có logic có nghĩa là nói nó cứ ngồi bên kia nửa bán cầu mà nó không hiểu Việt Nam mà nó trời ơi này chết rồi tan rồi đồ má vô cách đi là chết rồi đồ má nó biết vậy thôi chứ nó không biết mẹ trên trời rồi thấy chưa có nghĩa là nó tuyên truyền một cách trong xã hội Việt Nam nó làm cho xã hội Việt Nam xáo trộn lên là vậy mà nó cười rồi hỏi mày làm gì vậy tại sao làm vậy đủ có gì đâu vui mà đủ lật đổ cộng sản vậy đủ mà trời đủ là đủ vậy à thôi đủ má ngàn năm nữa đi trăm năm nữa đi mày còn bây giờ đi đủ má vậy đó vậy là đủ đổ cộng sản trời ơi đủ má khổ là bởi tao thiệt tình đủ má những cái thằng mà đủ má đầu óc như bò như là con trâu vậy thì đủ má trời ơi tao mà nghĩ lại cái cuồng cười đó cho nói lại chút xíu lịch sử chút nhớ tao thì tao đi lính Ngụy nhưng mà tao nói kể về rồi cái ông già của tao là ông cũng không phải là ghét cộng sản nhưng mà ông ở vì chiến tranh nặng quá đi người ta từ ngoài quê ông vào thì có những người mà sinh viên học sinh con cháu về quê nó lại vào
những người đi hoạt động xanh là mới biết những người đi hoạt động cách mạng đó. Họ rất là dễ thương, tao đã từng nói tụi mày mà vô trong rồi tá túc nhà ông già tao, mà nhà ông già tao nhát lắm, đủ năm bữa, đủ năm bữa đi cho mày năm, dạ. Tức như họ cái người đầu tiên từ Quảng Ngãi mà vào trong Nam thì tay ghế nhà ông già tắm rửa thay đồ ăn cơm rồi không biết cái chuyện mấy ông làm sao không biết, nhưng mà 4-5 ngày sau mấy ông xách nó chung ra, cứ đứa này tới đứa kia đi, đứa này tới cũng khoảng mấy chục mạng vậy. Họ âm thầm họ hoạt động và cái lý tưởng của họ rất ư là cao cả, mẹ họ không huynh hoang, họ không mà rõ ràng những cái mà thành tựu của họ mà thấy rồi, cái địa đạo Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh mà nó chằng dần một đống đi mà đủ nguyên một cái bộ sậu kia không ai biết cả là sao, vậy mới là làm cách mạng. Rõ ràng đủ mấy giờ bây giờ nó chưa có làm cách mạng mà nó đủ nó đào hầm trên Facebook nó nổ gõ bỏ đùng 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 gì đủ, mà nghĩ sao đâu mà nó thật rồi, nó ngu nó si vô thiệt. Nói chuyện với tụi nó tao phải nhổ nước biến thôi, nhổ nước biến thôi. không thèm. Ok thì bây giờ bố lên đây là sẵn đây hiện đại không còn thì bố cũng cảm ơn tất cả mọi người để biết bố thì cái vụ mà bà ngoại mất á thì hiện giờ xác cũng chưa đem về, nhưng mà hy vọng là một vài bữa nữa là đem về thì cái chuyện đó coi như an bài rồi, số phận an bài thì ở nhà các con các cháu các anh chị các em ở nhà thì bên phía mình Việt Nam đã lập bàn thờ hết rồi, đi về nhà để mình về thờ thôi, bố có gì lấy ra đó là một cái kiếp người thôi, chứ là ngoại cũng lớn rồi, nay 80 mấy rồi. Ok thôi chào mọi người các con ha. Rồi ok ha. Dạ cảm ơn. Okay.